Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Bắc Kinh đối đầu với Manila gây gắt hơn Hà Nội. Ngày 9 tháng 9, VOA tiếng Việt bình luận vì sao Bắc Kinh gây sức ép lên Manila nhiều hơn lên Hà Nội trên Biển Đông. VOA dẫn nhận định của các chuyên gia, theo đó Bắc Kinh muốn lợi dụng tình hình bầu cử Mỹ để tìm cách đẩy Philippines khỏi bãi cỏ mây, cũng như muốn chia rẽ Manila với Hà Nội. Mối quan hệ giữa hai đảng Cộng sản cầm quyền giúp Bắc Kinh dễ xử với Hà Nội hơn so với Manila, vốn là đồng minh của Mỹ. Và đây là hình bài trên VOA. VOA cho biết diễn biến tình hình trên Biển Đông từ đầu năm đến nay cho thấy trong khi Bắc Kinh leo thang căng thẳng và liên tục có va chạm với Manila, thì họ lại tương đối hòa hoãn với Hà Nội. Cụ thể, hải cảnh Trung Quốc đã liên tục quấy rối và ngăn cản việc Philippines tiếp tế cho một con tàu hải quân mà nước này cố tình để mắc cạn ở bãi cỏ mây. Trong khi đó, chỉ trong 6 tháng, tính từ tháng 11 năm ngoái, Việt Nam đã bồi đắp một diện tích trên Biển Đông gần gần bằng diện tích của cả hai năm 2022 và 2023 cộng lại. Nhưng Bắc Kinh dường như nhắm mắt làm ngơ. VOA dẫn nhận xét của tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, Chủ tịch Viện Nghiên cứu Chiến lược Việt Nâu ở Hà Nội cho rằng mục đích của Bắc Kinh là ép Manila phải rút ra khỏi bãi cỏ mây. Tuy nhiên, Bắc Kinh đã coi thường quyết tâm của Manila cũng như quyết tâm của Washington hỗ trợ Manila trong khuôn khổ mối quan hệ đồng minh giữa hai nước. Tiến sĩ họp dẫn việc Tổng thống Ferdinand Marcos của Philippines phát biểu tại đối thoại Shangri-La hồi cuối tháng 5 năm 2024 đã cảnh báo rằng Manila sẵn sàng chiến tranh với Trung Quốc nếu nước này có hành động khiến cho quân nhân hay thường dân Philippines thiệt mạng. Và đây là hình Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos. VOA dẫn bài phân tích chung trên trang warondrock.com của hai chuyên gia Jack Cooper và Rex Bowling từ Mỹ chỉ ra nguyên nhân chính khiến Bắc Kinh xử sự, sự khác nhau đối với Manila và Hà Nội, mà họ cho là Manila dễ thối lui trước áp lực hơn Hà Nội. Hơn nữa, Bắc Kinh cũng không muốn đối phó một lúc nhiều mặt trận, nên chỉ tập trung vào Philippines vào lúc này. Tuy nhiên, tiến sĩ Hà Hoàng Hợp lại cho rằng có được sự hậu thuẫn từ Mỹ sẽ giúp Manila có lợi thế hơn Hà Nội trong tranh chấp với Trung Quốc. Ông giải thích lời cảnh báo của tổng thống Marcos rằng Manila sẵn sàng chiến tranh với Trung Quốc sẽ khiến Bắc Kinh không dám vượt qua lằn ranh đỏ này. Vì một khi chiến tranh xảy ra với Philippines, Mỹ sẽ phải nhảy vào để bảo vệ đồng minh theo điều khoản trong hiệp ước phòng thủ tương trợ năm 1951. Tiến sĩ họp nhận xét kênh Đảng có ích, trong việc kiểm soát căng thẳng giữa hai nước trên Biển Đông, nhưng không giúp ích được nhiều. Khi Trung Quốc gây căng thẳng với Việt Nam ngoài biển, lúc ấy không thể nói với nhau về quan hệ hai đảng được đâu, mà phải nói với nhau các nguyên tắc về luật biển quốc tế, ông Hợp chỉ ra. Và đây là hình Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. VOA cho hay, theo nhận định của hai chuyên gia, Copper và Bolin, quan hệ gần gũi giữa hai đảng Cộng sản khiến Bắc Kinh không thoải mái, gây ra một cuộc khủng hoảng với Việt Nam trong lúc họ đang chịu rất nhiều sức ép từ các quốc gia dân chủ trên thế giới. Trong khi đó, không như Manila, Hà Nội không muốn la làng về hành động của Trung Quốc để tránh cho việc Bắc Kinh bị mất mặt. VOA cũng dẫn nhận định của tiến sĩ Hợp về mối quan hệ giữa Hà Nội và Manila cho rằng đột phá quan trọng nhất là Việt Nam và Philippines sẽ hợp tác tốt hơn với nhau về mặt quốc phòng, mở rộng hợp tác quốc phòng ra đến hợp tác trên diện rộng. Nói khác đi là hợp tác quốc phòng ở mức toàn diện. Học giả này cho rằng chính quyền Bắc Kinh sẽ không chia rẽ được Hà Nội với Manila bởi vì hai nước có cùng chung chí hướng là chống lại đòi hỏi chủ quyền, không phù hợp luật pháp quốc tế của Trung Quốc. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Bắc Kinh đối đầu với Manila gây gắt hơn Hà Nội. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Xét xử vụ án Trương Mỹ Lan giai đoạn 2, Tổng bí thư Tô Lâm có thực hiện đúng cam kết. Công cuộc chống tham nhũng của cố Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng không đạt được kết quả như mong muốn. Nhưng việc cựu Bộ trưởng Công an Tô Lâm quyết định cho điều tra giai đoạn 2 vụ án Vạn Thịnh Phát được công luận đánh giá cao. Và đây là hình Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Theo giới phân tích quốc tế, đây là một vụ án tham nhũng đã gây thiệt hại lớn chưa từng thấy. Nếu vụ án này được điều tra sớm hơn và hoàn toàn độc lập, đồng thời làm tới nơi tới chốn thì chắc chắn sẽ có nhiều quan chức cấp cao của Đảng phải đứng trước vành móng ngựa. Vào trung tuần tháng 4 năm 2024, tại phiên xét xử sơ thẩm, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên mức án tử hình đối với bà Trương Mỹ Lan trong vai trò chủ mưu. Ngay sau đó, bà Lan đã kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm đồng thời khẳng định mình không chiếm đoạt tiền của ngân hàng SCB như phán quyết của tòa. Truyền thông nhà nước ngày 6 tháng 9 đồng loạt đưa tin xét xử vụ vạn thịnh phát giai đoạn 2 vào ngày 19 tháng 9. Bản tin cho biết Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa có quyết định đưa vụ án Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm ra xét xử giai đoạn 2. Theo đó, bị cáo Lan tiếp tục hầu tòa với 3 cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Theo cáo trạng từ năm 2018 đến năm 2020, bà Trương Mỹ Lan đã đề ra chủ trương và chỉ đạo cấp dưới phát hành 25 mã trái phiếu khống để huy động vốn của hơn 35.800 nhà đầu tư thứ cấp. Qua đó thu về tổng số tiền hàng chục ngàn tỷ đồng, sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau, dẫn đến mất khả năng thanh toán nợ trái phiếu. Cáo trạng còn nêu, bà Lan cùng đồng phạm đã vận chuyển trái phép số tiền hơn 4,5 tỷ đô la Mỹ qua biên giới và đây là hình bị cáo Trương Mỹ Lan tại phiên sơ thẩm. Đây là một vụ án được công luận hết sức quan tâm. Đặc biệt dư luận muốn biết Tổng bí thư Tô Lâm có đồn đốc làm rõ trách nhiệm của sâu chúa Lê Thanh Hải, cựu lãnh đạo có mối quan hệ mật thiết với bà Trương Mỹ Lan hay không. Tuy nhiên, liên quan đến cuộc chiến trong đảng Cộng sản Việt Nam, nguồn tin từ nội bộ của thời báo chấm đề đã tiết lộ một số chủ trương mới của Tổng bí thư Tô Lâm. Theo đó, ông Tô Lâm chủ trương hạn chế bắt bớ lớn trong nước đồng thời các quan chức cấp cao tham nhũng sẽ không xử lý hình sự chỉ bắt nộp lại tiền rồi cho nghỉ kể cả các trường hợp cộm cán tham nhũng đặc biệt lớn như gia đình ông nguyễn xuân phúc điều vừa kể có liên quan gì đến phản ứng bất thường của ủy viên bộ chính trị chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam đỗ văn chiến khi mới đây đã đưa ra tuyên bố lòng dân phẫn nộ xót xa ai oán vì các hành vi tham nhũng hàng ngàn tỷ đồng tuồn ra nước ngoài mà không ai phải chịu trách nhiệm Đồng thời, ông Chiến yêu cầu cuộc chiến chống tham nhũng sẽ tiếp tục diễn ra như cam kết của Tổng bí thư Tô Lâm. Và đây là hình ông Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Theo giới phân tích quốc tế, cơ quan chống tham nhũng của Việt Nam lâu nay không dám cho mở tung cái hũ mắm có tên vạn thịnh phát của bà Trùm Trương Mỹ Lan. Vì nếu bới ra, nó sẽ liên quan đến nhiều dây mơ rễ má trong hệ thống quan chức cấp cao của bộ máy chính quyền kể từ năm 1992 cho đến ngày bà Trương Mỹ Lan bị khởi tố bắt giam. Vì chính quyền Việt Nam quyết định bơm 24 tỷ đô la Mỹ để cứu ngân hàng SCB, cho thấy lãnh đạo Việt Nam thấy rõ về sự nguy hiểm cũng như cố gắng tránh một cuộc khủng hoảng tài chính mang tính dây chuyền. Bởi nếu không cứu ngân hàng SCB thì gian lãnh đạo cấp cao của đảng sẽ chết cả lũ. Chúng ta hãy chờ xem. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin xét xử vụ án Trương Mỹ Lan giai đoạn 2, Tổng bí thư Tô Lâm có thực hiện đúng cam kết hay không? Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.